Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, hệ thống pháo phòng không từng bị coi là lạc hậu khi tên lửa trở nên phổ biến và hiệu quả hơn trên chiến trường. Tuy nhiên, những xung đột gần đây đã làm thay đổi cách nhìn này, buộc các nhà chiến lược quân sự phải tái đánh giá vai trò của chúng. Pháo phòng không, một thành phần quan trọng không thể thiếu của hệ thống phòng thủ tầm thấp, đã chứng minh được giá trị của mình trong bảo vệ các tài sản trị giá hàng tỷ đô la và các công trình quan trọng. Việt Nam với lịch sử đã từng xây dựng một trong những mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả nhất, đã từng khiến cho không quân Mỹ phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong quá khứ. Ngày nay, khi chứng kiến Ukraine đang phải đối mặt với sự khủng hoảng từ các UAV của Nga, câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã rút ra được những bài học gì và cần có những điều chỉnh chiến lược nào để đối phó với tình hình mới? Video hôm nay sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Sự gia tăng của UAV hay còn gọi là drone đang gây ra nhiều thách thức cho các quân đội trên toàn cầu, đặc biệt là tại Ukraine, nơi chứng kiến sự sử dụng rộng rãi của chúng. UAV mang lại lợi thế về chi phí thấp, khả năng linh hoạt cao và tính nguy hiểm không ngờ. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để hiệu quả hóa việc tiêu diệt UAV với chi phí thấp nhất, trong bối cảnh mà các loại UAV tự sát có giá từ 1.500 đến 5.000 đô la mỗi chiếc và các loại UAV trinh sát tầm xa có giá 50.000 đến 120.000 đô. Sự đắt đỏ của các loại tên lửa hiện hành như viên đạn trong hệ thống NASAM của Ukraine có giá lên tới 1,2 triệu đô la mỗi quả, hoặc là IRIS-TM LM của Đức với giá 500.000 đô mỗi quả, khiến cho chiến lược này trở nên không hiệu quả, giống như là dùng dao mổ trâu để giết gà. Thực tế, dù có tốn kém, những hệ thống này đôi khi lại bất lực trước UAV khi chúng bay thấp, di chuyển chậm và có kích thước nhỏ, khiến cho radar và hệ thống tên lửa khó có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Đáng chú ý, ví dụ như là Shahid 136 của Nga đã nhập khẩu dây chuyền từ Iran và sản xuất nội địa dưới tên là Gan-2 đã chứng tỏ sự khó khăn trong việc đối phó với UAV bằng các phương tiện truyền thống. Các chiến lược mới và cải tiến trong hệ thống phòng không sẽ cần phải được phát triển để đối phó với mối đe dọa ngày càng tinh vi này. Thật bất ngờ rằng một loại vũ khí từng bị xem nhẹ và được coi là lỗi thời đã bất ngờ trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường, đó là pháo phòng không. Khác với suy nghĩ ban đầu, những chiếc pháo này lại thể hiện sức mạnh vượt trội trong việc đối phó với UAV, thể hiện rõ ràng qua các mặt trận ở Ukraine. Theo các nghiên cứu và số liệu mới nhất từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng An ninh Hoàng gia Anh, một cơ quan uy tín đã từng cung cấp tư vấn cho quân đội Anh, pháo phòng không là giải pháp tối ưu nhất để chống lại UAV. Sự đánh giá thấp này đã bị thay đổi khi các cuộc chiến thực tế đã chứng minh hiệu quả của pháo phòng không trong các tình huống xung đột. Pháo phòng không có lợi thế vượt trội về chi phí và tính sẵn có so với hệ thống tên lửa phòng không thông thường và tên lửa đất đối không. Trong giai đoạn của xung đột giữa Nga và Ukraine, các hệ thống pháo phòng không cũ từ thời Liên Xô đã chứng tỏ được giá trị chiến lược của mình, trở thành vũ khí chống UAV được ưa chuộng nhất mà Ukraine sử dụng. Trong khi nhiều quốc gia đang nỗ lực thu gom các loại tên lửa cũ từ các kho dự trữ của các quốc gia Đông Âu để hỗ trợ Ukraine, Đức lại nổi bật với việc cung cấp khoảng 30 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine. Những hệ thống này với khả năng bắn nhanh tới 1.000 viên đạn mỗi phút và có tầm bắn khoảng 4,8 km đã được triển khai rộng rãi tại các thành phố lớn, điều chỉnh theo nhịp độ của chiến trường. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng đã đầu tư vào việc mua thêm 50 hệ thống Gepard từ Jordan để chuyển giao cho Ukraine. Sau khi nỗ lực phản công mùa hè của họ không đạt kết quả như mong đợi, sự hỗ trợ này bao gồm cả khoảng hơn 300.000 viên đạn pháo, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại UAV của Nga với tần suất cao trên chiến trường. Bất ngờ trước hiệu quả của pháo phòng không, những phát triển tích cực từ mặt trận Ukraine đã thúc đẩy Bộ Quốc phòng Đức tăng cường sản xuất hệ thống pháo tự hành Gepard. Không chỉ để hỗ trợ Ukraine mà còn để phục vụ thị trường xuất khẩu, một công ty Mỹ đã ký kết hợp đồng trị giá 118 triệu đô la với Lầu Năm Góc để mua sắm và cung cấp hệ thống Gepard cho Ukraine, phản ánh nhu cầu cao và niềm tin vào hiệu quả của loại vũ khí này trong chiến đấu chống lại UAV. Ngoài ra, vào tháng 7 năm 2003, Ukraine cũng đã tiếp nhận hệ thống pháo phòng không tự hành Skynex, một sản phẩm khác của Đức. Được lắp đặt trên khung xe tải, các hệ thống này đã được triển khai quanh thủ đô Kiev và đặc biệt là tại thành phố Odessa, một điểm nóng chiến lược. Tuy nhiên, dù số lượng các hệ thống phòng không này khá lớn, chúng vẫn chưa đủ để bao phủ toàn bộ khu vực chiến sự rộng lớn. Dù vậy, điểm yếu lớn nhất của Ukraine hiện nay là hệ thống radar cảnh báo sớm và hệ thống tác chiến điện tử còn quá yếu kém, khiến các xạ thủ phải phụ thuộc vào kính ngắm quang học trên chiến trường. Tuy nhiên, do các hệ thống này chủ yếu được sử dụng để chống lại UAV, trực thăng và bộ binh vốn có tốc độ chậm,
chúng vẫn còn khá hiệu quả trong các tình huống cụ thể. Đối với Việt Nam, chúng ta từng sở hữu một trong những mạng lưới phòng không tầm thấp tinh vi và đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Đây không chỉ là nhận định chủ quan mà còn là đánh giá của Cornell, cựu tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ, người đã ghi nhận điều này trong hồi ký của mình. Theo ông, lực lượng phòng không của Việt Nam là một trong những thách thức lớn nhất mà phi công Mỹ từng phải đối mặt. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, khi mọi người thường nghĩ đến Sham-2 và MiG-21 như những biểu tượng của lực lượng vũ trang, thực tế cho thấy pháo phòng không mới là yếu tố chính gây ra tổn thất lớn nhất cho lực lượng không quân Mỹ. Trong suốt cuộc chiến, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã mất tổng cộng 12.500 máy bay, bao gồm trực thăng và UAV. Đặc biệt trong số đó khoảng 4.100 chiếc đã bị mất ở Bắc Việt Nam, 2.635 chiếc bị bắn hạ bởi pháo phòng không và súng máy 12,7mm. Tại miền Nam, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi số máy bay bị bắn rơi tăng đáng kể đến năm 1973, khi lực lượng Hoa Kỳ suy yếu đáng kể sau khi rút quân. Trong 7 năm đối đầu với không quân mạnh nhất thế giới, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ sử dụng súng máy phòng không và tên lửa vác vai, và đã có hơn 8.000 chiếc máy bay bị bắn rơi. Điều này chỉ ra mức độ nguy hiểm của mạng lưới phòng không tầm thấp mà Việt Nam đã triển khai. Vì vậy, trong quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam vào những năm 1990, sự chú trọng đã luôn được đặt vào việc củng cố và nâng cấp các đơn vị phòng không, coi chúng là một phần không thể tách rời của hệ thống phòng thủ toàn diện, bảo vệ bầu trời nước nhà. Trong bối cảnh của chiến tranh hiện đại, việc nhìn nhận vai trò của pháo phòng không trong một mạng lưới tầm thấp như là tại Ukraine, nơi đơn vị tự vệ thường dùng súng để bắn UAV, cần hiểu một cách thấu đáo hơn. Việc so sánh trực tiếp hành động này với hệ thống phòng không của Việt Nam trong quá khứ là không chính xác, bởi chiến thuật và cơ cấu của hai lực lượng này có nhiều khác biệt rõ rệt. Trong thời chiến, lực lượng phòng không của Việt Nam đã thiết lập các trạm phục kích và đón lõng tại những điểm mà máy bay Mỹ thường xuyên bay qua nhờ vào hệ thống radar cảnh giới rộng lớn. Điều này cho phép Việt Nam phát hiện và chuẩn bị đón đầu máy bay Mỹ từ hàng chục, thậm chí hàng trăm km, chứ không phải chỉ đơn thuần là dùng súng bắn bừa như tình hình hiện tại ở Ukraine. Hiện nay, Việt Nam không công khai số lượng pháo phòng không mà quốc gia này sở hữu, nhưng dựa trên các tài liệu ước tính khoảng 5.000 hệ thống pháo phòng không đang được triển khai. Các loại pháo từ 23mm đến 100mm đã được viện trợ trong cuộc chiến với người Mỹ và Trung Quốc. Sau năm 1979, Việt Nam đã liên tục cập nhật chiến lược quốc phòng của mình dựa trên các bài học rút ra từ các cuộc xung đột quốc tế như chiến tranh vùng Vịnh, chiến tranh Nam Tư và các chiến dịch quân sự khác của Mỹ. Việc nghiên cứu và theo dõi sát sao cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một phần của nỗ lực này, không chỉ bởi Việt Nam mà còn bởi Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Các chuyên gia quân sự từ NATO cũng nhận định rằng Việt Nam đang xây dựng một mạng lưới phòng không tương tự như vậy, nơi lực lượng pháo cao xạ đảm nhiệm các tầm thấp đến tầm xa, trong khi tên lửa phòng không và không quân đảm nhiệm các tầm cao hơn. Đặc biệt, phòng không của lục quân với các đơn vị cao xạ 12,7mm và các trận địa tên lửa vác vai tạo nên hệ thống phòng thủ đa tầng, nhiều lớp, được trang bị các công nghệ tự động hóa, đánh đêm và bán tự động, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong các điều kiện chiến đấu phức tạp. Để hiểu sâu sắc về nguyên lý hoạt động của pháo cao xạ trong chiến tranh hiện đại, cần nhấn mạnh vào việc sử dụng mật độ hỏa lực để tạo màn đạn nhằm đón đánh các mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình hay UAV, không phải sử dụng đạn nguyên khối để bắn chúng trực tiếp, mà pháo cao xạ thường sử dụng đạn nổ phá mảnh khi nổ, tạo ra hàng trăm thậm chí là hàng ngàn mảnh đạn văng ra xung quanh. Mỗi loạt đạn có thể bắn lên đến hàng chục viên chỉ trong vài giây, tạo nên một màn đạn khổng lồ để đối phó với các mục tiêu đang bay với tốc độ cao. Để đạt hiệu quả cao, cần sử dụng một khẩu đội pháo, chứ không chỉ là một khẩu pháo đơn lẻ. Ví dụ, bố cục trận địa của pháo cao xạ 57mm thường bao gồm 6 khẩu pháo cùng khai hỏa, mỗi khẩu duy trì tốc độ bắn là 70 phát mỗi phút. Mỗi quả đạn nặng 2,8kg với sơ tốc đầu đạn khoảng 1.000m/giây, là một thông số không hề thua kém các hệ thống pháo hiện đại. Kể từ năm 2004, Việt Nam đã tiến hành các dự án tự động hóa các khẩu đội 57mm, ví dụ như trang bị hệ thống điện tử cho phép chỉ huy có thể thực hiện việc bắn đồng loạt chỉ với một thao tác nhấn nút. Điều này tăng cường hiệu quả tác chiến và đồng bộ trong việc phóng đạn. Tuy nhiên, việc huấn luyện binh sĩ vẫn là một phần quan trọng trong quá trình tập luyện. Mặc dù đã có hệ thống điện tử và tự động hóa, nhưng chiến trường có thể xảy ra hàng trăm ngàn kịch bản khác nhau. Trong trường hợp hệ thống điện bị hỏng, binh sĩ cần có khả năng điều khiển thủ công để không bị động trong tình huống chiến đấu. Chính vì lý do này, dù các loại khí tài hiện đại có thể gặp lỗi, việc huấn luyện và sử dụng pháo cao xạ vẫn cần sự dự phòng trong điều khiển. Trong cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, dù các hệ thống phòng không có radar và hệ thống ngắm bắn tự động,
nhưng điều kiện chiến trường với sự mạnh mẽ của hệ thống tác chiến điện tử Nga đã khiến chúng trở nên kém hiệu quả. Binh sĩ Ukraine thường phải dựa vào kính ngắm quang học và tự điều chỉnh tính toán để bắn. Việt Nam cũng tiến hành nâng cấp hệ thống ngắm quang điện tử, cho phép ngắm bắn cả ban đêm, nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu và giảm thiểu thiệt hại trong mọi điều kiện. Việc tích hợp tên lửa phòng không vác vai XLA-1M vào hệ thống pháo cao xạ ZSU-234M là một bước nâng cấp đáng kể, tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách tạo ra hỏa lực nhiều tầng nhiều lớp. Điều này không chỉ cải thiện khả năng đánh chặn mục tiêu ở các tầng cao khác nhau, mà còn tăng cường tính linh hoạt và độ bền của hệ thống phòng không trong mọi tình huống chiến đấu. Một yếu tố quan trọng khác trong việc duy trì và cải tiến hệ thống phòng không là khả năng sản xuất đạn pháo trong nước. Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất đạn pháo từ đạn bộ binh đến đạn pháo các loại. Sự hợp tác chặt chẽ với Triều Tiên kể từ năm 1990 đã cung cấp cho Việt Nam nhiều kỹ thuật và công nghệ quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tên lửa, góp phần vào việc nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh của quốc gia. Pháo phòng không vẫn được coi là một yếu tố không thể thiếu trên chiến trường, với khả năng bảo vệ hiệu quả chống lại các mục tiêu từ không. Những thành tựu trong quá trình nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống phòng không của Việt Nam không chỉ làm ngạc nhiên giới quan sát mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn về quốc phòng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và nhu cầu tự vệ trong khu vực. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một quốc gia có năng lực quốc phòng vững chắc, sẵn sàng đối phó với mọi thách thức an ninh hiện đại. Các bạn thân mến, trong suốt những năm qua, Việt Nam đã cho nhập khẩu rất nhiều loại vũ khí hạng nặng để tăng cường sức mạnh quốc phòng quốc gia. Nổi bật lên trong đó là cái tên S-300 PMU-1 được Việt Nam nhập khẩu từ Nga. Đây là hệ thống tên lửa hiện đại được ví như là siêu vũ khí canh trời của Việt Nam, khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè tránh xa, đặc biệt là người láng giềng Trung Quốc lúc nào cũng có ý định đè bẹp Việt Nam. Vậy bạn có biết hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của đất nước hình chữ S có gì lợi hại mà lại tạo nên sức mạnh răn đe lớn đến thế? Vâng, câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi ngay sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh. Theo trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga cho biết, những năm qua, nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đã được mua sắm để trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam, như tiêm kích Su-30MK2, tên lửa phòng không S-300 PMU-1, tên lửa phòng không Spider, radar tầm xa ELM-2288R, radar bắt mục tiêu tàng hình RV-02 và Kochunga. Trong đó, tên lửa S-300 PMU-1 hiện đại của Việt Nam là loại vũ khí phòng thủ, chiến lược, bắn được nhiều loại phương tiện bay khác nhau. Cụ thể hơn là nó có thể bắn được các máy bay tiêm kích thông thường và cả các mục tiêu khó nhằn như tiêm kích tàng hình, tên lửa đạn đạo, các phương tiện bay cỡ nhỏ có diện tích phản xạ radar thấp, bay bám địa hình. Còn theo tờ Militani, dẫn nguồn từ báo phòng không không quân của Việt Nam cho biết thêm, Việt Nam đã đặt mua tổ hợp S-300 PMU-1 của Nga vào năm 2003, bao gồm 12 bệ phóng với tổng chi phí khoảng 300 triệu đô la. Đến năm 2009, tổ hợp này được hiện đại hóa với trạm radar 96L-6E. Sau đó, vào năm 2012, Việt Nam mua thêm S-300 PMU-2 từ Nga. Trong đó, S-300 PMU-1 là biến thể xuất khẩu của hệ thống S-300 PM được giới thiệu tại cuộc triển lãm hàng không và vũ trụ Moscow năm 1992. Theo tiêu chuẩn thiết kế, hệ thống S-300 PMU-1 bao gồm hệ thống điều khiển và chỉ huy 83M-6E, đài radar điều khiển hỏa lực 30N-6E, đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L-6E và 12 xe mang phóng tự hành 5P-85SE cùng các thành phần hỗ trợ khác nhau. Mỗi một chi tiết có trong hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 sẽ đảm nhận các vai trò chủ lực như sau. Hệ thống chỉ huy 83M-6E tích hợp đài radar trinh sát 64N-6E có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 300 km. Đài radar điều khiển hỏa lực và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N-6E phát hiện mục tiêu ở cự ly tối đa là 200 km, theo dõi cùng lúc 12 mục tiêu xác định và dẫn tên lửa tấn công, đồng thời 6 mục tiêu bao cảnh. Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L-6E phát hiện tối đa 300 mục tiêu ở cự ly 300 km. Xe mang pháo tự hành 5P-85SE được thiết kế dựa trên khung gầm cơ sở xe bánh lốp MAZ-543M, lắp 4 ống phóng chứa đạn tên lửa đối không. Hệ thống S-300 PMU-1 được trang bị nhiều loại đạn tên lửa có sức hủy diệt khủng, gồm 5V-55R tầm bắn 90 km,
48N6E tầm bắn 150 km, 48N6E2 tầm bắn 195 km, 9M96E1 tầm bắn 40 km và 9M96E2 tầm bắn 120 km. Tất cả các loại đạn tên lửa được lắp đầu đạn nổ mảnh nặng 100-150 kg, giúp đánh chặn mục tiêu ở độ cao tối thiểu 10m và tối đa là 27.000m hơn. Toàn bộ các thành phần radar và tên lửa kể trên đều được lắp đặt trên xe bánh lốp, đem lại sự cơ động cao cho hệ thống S-300 PMU-1 được nhập khẩu từ Nga. Theo đó, hệ thống này có khả năng bắn hạ máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các mục tiêu khác bay với tốc độ lên tới 2.800m/giây với diện tích phản xạ radar tầm 0,02m². Nó có thể hoạt động tốt trong điều kiện diễn ra một cuộc tập kích đường không lớn của kẻ thù dưới tác động của nhiễu chủ động và thụ động dữ dội. Vậy nên các chuyên gia quân sự đánh giá S-300 PMU-1 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á và thậm chí là đứng đầu thế giới hiện nay. Như vậy có thể thấy hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam là món hàng nóng đã được cải tiến nhiều tính năng thiết kế. Nó quả thật là không thể xem thường khi vừa có khả năng phòng thủ, vừa có khả năng tấn công vượt trội trước mọi kẻ địch đang hoạt động tầm xa. Lấy một ví dụ cho bạn dễ hình dung là nếu như một phi đội cấp độ chiến dịch của Trung Quốc tấn công với khoảng 150 máy bay chiến đấu thì tất cả đều sẽ bị rụng cánh bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam trước khi đặt được chân vào trong. Nếu như thời gian triển khai hệ thống của các phiên bản S-300 khác lên đến 5 phút, thì với S-300 PMU-1 bạn sẽ mất khoảng thời gian thấp hơn. Bởi nó đã được tối ưu hóa hệ thống tác chiến tầm xa để sử dụng nhanh chóng trong quân đội Việt Nam. Ngoài ra, các ống phóng tên lửa của S-300 PMU-1 còn có độ bền rất cao với thời gian sử dụng lên đến 500 quả tên lửa cho một lần bảo dưỡng. Con số này lớn gấp đôi so với hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ giúp Việt Nam tiết kiệm nhiều tiền bạc cho bản thân. Vậy nên, kể từ khi Việt Nam mua sắm hệ thống tên lửa S-300 PMU-1, những kẻ đang lăm le xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải nước nhà cảm thấy nổi gai ốc. Nhờ vậy mà các hành động quá khích cũng được kiềm chế một cách tối đa. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng S-300 PMU-1 của Việt Nam vẫn có vài nhược điểm cần phải lưu ý. Nó được trang tin Sputnik đề cập như sau. Mặc dù bắn được nhiều loại phương tiện bay, nhưng S-300 PMU-1 thường chỉ ưu tiên những mục tiêu đặc biệt giá trị như máy bay tiêm kích, ném bom tàng hình, tên lửa đạn đạo, máy bay trinh sát gây nhiễu điện tử và loại máy bay cảnh báo sớm có giá trị hàng trăm triệu đô la hay thậm chí là hàng tỷ đô la. Vậy nên hệ thống tên lửa S-300 PMU chỉ được dùng để bắn mục tiêu chiến lược, chứ không phải là các mục tiêu chiến thuật hoạt động trên vùng trời bao la. Sở dĩ S-300 PMU-1 phải để dành đạn cho những mục tiêu có giá trị cao là vì giá thành của mỗi quả đạn 48N6E hay 48N6E2 thuộc tổ hợp này rất đắt đỏ. Nó có thể lên tới hàng triệu đô la mỗi quả, trong khi điều kiện Việt Nam chưa cho phép nước này trang bị đủ đầu đạn để các đơn vị bắn thoải mái bất cứ mục tiêu nào lượn lờ xung quanh. Ngoài ra, trong các đợt diễn tập bắn mục tiêu hoặc hội thao kíp chiến đấu tên lửa S-300 PMU-1 gần đây, chúng ta chỉ thấy các xe bệ phóng của tổ hợp này mang 2-3 đầu đạn. Rất hiếm khi nó mang đủ cả 4 quả tên lửa trong ống phóng của mình. Bởi vì ngoài lý do trong thời bình ít có tình huống đối phương bất ngờ sử dụng đòn tập kích đường không ồ ạt ra, thì còn có rất nhiều lý do khó nói khác mà chúng ta sẽ cùng bàn đến sau đây. Đầu tiên là vì các quả đạn đắt đỏ dùng cho hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam rất dễ bị hư hại và rỉ sét trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Vậy nên để đảm bảo hệ số kỹ thuật và tuổi thọ cao nhất cho các đầu đạn tên lửa, nó đòi hỏi Việt Nam phải bảo quản đạn bắn trong điều kiện tốt nhất tại nhà kho, nơi đó phải có thiết kế đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất, với đầy đủ hệ thống máy hút ẩm và thậm chí cả máy điều hòa nhiệt độ, hoạt động 24/24 giờ. Chính vì thế mà quá trình bảo quản này sẽ khiến cho Việt Nam phải tiêu tốn thêm một khoản phí nhất định trong nhiều năm. Tiếp theo là lý do thứ hai liên quan đến vấn đề chi phí vận hành. Bởi vì chúng ta nên biết rằng các đầu đạn dùng cho hệ thống S-300 PMU-1 tiêu hao khá nhiều nhiên liệu cũng như năng lượng điện của các thành phần trong tổ hợp. Vậy nên, việc lắp ít đầu đạn lên xe bệ phóng so với thiết kế ban đầu sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm được khá nhiều kinh phí huấn luyện cho quốc gia. Nhưng cũng chính vì thế mà khả năng triển khai phòng thủ và tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam cùng với S-300 PMU-1 sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là trong trường hợp xuất hiện các mục tiêu tấn công bất ngờ trên vùng trời bao la. Nói tóm lại, hệ thống tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam sở hữu rất nhiều các tính năng cải tiến, giúp nhân đôi khả năng phòng thủ và tấn công trước các mục tiêu không kích. Nhưng nó vẫn tồn tại một vài nhược điểm nêu trên, làm giảm khả năng triển khai và tác chiến hiệu quả của quân lực Việt Nam. Vậy nên thiết nghĩ,
trong những năm tới, đất nước hình chữ S nên đề ra các giải pháp khả thi để khắc phục những điểm trừ của S-300PMU-1. Đồng thời, các kíp chiến đấu tên lửa Việt Nam cần tăng cường diễn tập thực binh cũng như bắn đạn thật để kiểm tra trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bản thân.